Audio Hà Nội TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong muốn đem những sản phẩm thật hay mà có giá cả hợp lý đến với những người mới chơi, giúp mọi người có được sự lựa chọn tốt nhất của mình. Trong số này, chúng tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về 3 sản phẩm dây dẫn tín hiệu chuẩn ngon bổ rẻ đến từ Audio Quest, hãng sản xuất dây dẫn nổi tiếng của Hoa Kỳ. Nào, hãy cùng đến với kỹ thuật viên của chương trình. Chào các bạn, vai trò của dây dẫn trong bộ ràng đã được chứng minh và khẳng định qua nhiều thử nghiệm thực tế. Ngay cả ở một bộ ràng có giá thành thấp cũng có thể cải thiện âm thanh thông qua việc thay thế những bộ dây dẫn chất lượng tốt. Audio Quest là một trong những thương hiệu dây dẫn nổi tiếng, khởi nghiệp từ năm 1980 tại Hoa Kỳ. Khác với một số thương hiệu dây dẫn nổi tiếng khác, thường tập trung chất lượng chủ yếu vào phân khúc tầm trung cao trở lên, thì Audio Quest lại giành được nhiều đánh giá xuất sắc và lời ngợi khen ngay ở cả ở những sản phẩm bình dân. Ở tầm giá thấp nhất của hãng là dòng dây có tên Tower, lấy tên gọi từ cây cầu tháp nổi tiếng của London. Đây cũng là dòng sản phẩm có doanh số tiêu thụ cực lớn của hãng, luôn được những khách hàng mới chơi mua liền mà không hề đắn đo. Dòng Tower được chia thành 3 loại dây, đó là dây hai đầu 3.5mm, dây 3.5mm da RCA và dây tín hiệu hai đầu RCA thông thường. Tùy vào giắc cắm trên thiết bị phát và thiết bị nhận mà người dùng sẽ lựa chọn dây tín hiệu tương thích với bộ dàn. Tuy có giá thành rẻ chỉ khoảng trên dưới 600.000 đồng tùy vào độ dài, nhưng nhà sản xuất Audio Quest vẫn làm ra dòng dây này với vật liệu cốt lõi tiêu chuẩn là Long Grain Copper và sử dụng đầu giắc cắm tốt. Chính vì thế mà nó đem lại âm thanh hơn hẳn so với các loại dây phổ thông có nguồn gốc và thương hiệu không rõ ràng. Nếu bạn đang phân vân vì nhiều sự lựa chọn thì hãy tham khảo Audio Quest Tower, chắc chắn nó sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu kết nối dàn âm thanh cơ bản của bạn. Chicago là dây dẫn tín hiệu RCA thuộc dòng sản phẩm River Series, được lấy tên từ dòng sông nổi tiếng Chicago nước Mỹ. Dù có chất lượng khá tốt với sự gia công tương đối cầu kỳ, nhưng cặp dây tín hiệu này vẫn có mức giá rất mềm chỉ khoảng hơn 1.500.000 đồng tùy độ dài. Dây tín hiệu Audio Quest Chicago được nhà sản xuất thiết kế với màu xanh ngọc ấn tượng, cùng hình dáng nhỏ nhắn bắt mắt. Ngoài chất liệu chính cấu thành là dây đồng OFC công nghệ Long Grain Copper, dây tín hiệu Chicago còn được trang bị những công nghệ gia công lớp vỏ và cách điện cao cấp hiện đại của Audio Quest. Kết quả là âm thanh sạch hơn và trong trẻo hơn so với những dòng dây bình dân giá thấp. Giắc cắm được mạ vàng và có độ bám vào cọc tín hiệu rất chuẩn, đảm bảo tiếp xúc tốt mà không gây hại đến giắc cắm trên thiết bị nhà bạn. Sản phẩm cuối cùng trong bộ 3 dây dẫn ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn chính là Audio Quest Red River, được tiếp nối những công nghệ đã làm nên tên tuổi của hãng Audio Quest. Dây tín hiệu Red River được lấy tên từ hai dòng sông lớn khu vực Bắc Mỹ. Sản phẩm này còn thực sự đã làm mọi người ngạc nhiên nhờ những bước nhảy vọt trong công nghệ làm dây dẫn với giá thành phổ thông, đặc biệt là những nguyên liệu cao cấp cấu thành nên sản phẩm. Dây được chế tạo theo công nghệ bề mặt đồng hoàn hảo của hãng, được áp dụng những công nghệ riêng biệt của Audio Quest. Chất liệu đồng làm lõi dây được xử lý tinh khiết cao hơn, oxy thấp, ít tạp chất, đảm bảo truyền dẫn tín hiệu âm thanh tốt hơn trong mọi điều kiện sử dụng. Lớp vỏ ngoài của dây được gia công với một số công nghệ chống nhiễu của hãng và được bọc nhiều tầng nguyên liệu, hạn chế tối đa bắt nhiễu từ bên ngoài. Red River được làm với hai tiêu chuẩn đầu giắc là RCA và XLR, với tầm giá trên dưới 2.9 triệu tùy độ dài. Cặp dây tín hiệu này là một sự lựa chọn không thể bỏ qua với người chơi âm thanh. Là một nhà sản xuất đến từ nước Mỹ, Audio Quest mang đến cho những người chơi âm thanh trên thế giới sự tin tưởng gần như tuyệt đối với những sản phẩm chất lượng. Để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, các bạn có thể qua showroom của Audio Hà Nội tại 50 Lê Ngọc Hân hoặc liên hệ với số điện thoại 098 554 7788. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.